Ơi chào cả nhà. Hello chào cả nhà. Bữa nay ba anh em đi sửa giớn cả nhà. Sớm giờ sửa xong rồi. Bây giờ đói bụng mấy anh em mình nấu một bữa cơm ăn trong đồng. Đây mình hái ra muống cả nhà. Đó. Này là bị người ta hái rồi nè cả nhà. Nước đang hạ xuống cả nhà, cho muống nó đỏ. Nước nó lên cái cho muống nó non lại. Nhưng mà như vậy là ngon rồi. Đây là cả nhà. Đó. Hồi nữa mà mình hái cái bụi điện điển, mình hái cái mớ bông nữa, mình nấu nó canh chua mình ăn. Cá linh, mùa này cá linh rất là nhiều nha cả nhà. Chút xíu nữa sẽ cho cả nhà trải nghiệm đổ giấn cá linh. Nguồn nước lũ là như thế nào? Cái đường giấn này của anh Thiết nè cả nhà. Rất là nhiều luôn nha. Khu vực này rất là nhiều. Đây cả nhà không thấy được đâu. Đây chú đằng kia xa xa đặt cái đặt tới mấy nhà ngoài kia. Cũng mấy chục cái ha Thiết. Anh Quý cũng vậy hả? Cá rất là nhiều cả nhà ơi, năm nay đặc biệt cái linh rất là nhiều luôn. Em thấy ba anh em mình nhiều đây đã muốn đủ ăn rồi đó nha. Thấy nữa không? Đủ rồi. Được chưa anh? Rồi mình đi đổ giớn ha. Nấm này mình nấu là canh chua mình ăn được cả nhà. Mình ra đầu kia mình chống đổ luôn đi. Đó, nước ngập đồng hết rồi cả nhà. Mà nước nó cứ lên xuống hoài, nó không có lên cái một. Vô được bão mà đừng lên nữa. Lên luôn. Bão tới nữa phải không? Anh em lúa cũng chia buồn với bà con ở miền Trung với miền Bắc. Nước ngoài kia ngập quá trời. Bà con ở ngoài kia chắc khổ lắm. Ở đây thì anh em chỉ xem được trên TV thôi, chứ mấy anh em YouTube thôi chứ. Ở đây nước chết dữ ta. Mới vừa mưa xong luôn cả nhà. Cả nhà thấy mùa nước nổi mát không? Đã không? Mới vừa mưa xong luôn. Chạy của anh Đẳng, chạy nguyên thổi của mấy anh em. Ăn bữa cơm cả nhà, ăn bữa cơm xong mình làm tiếp. Hôm nay cũng chưa rồi. Sớm rồi sửa mấy cái giớn, gió nó gãy và cái mà chưa có thấy xong cả nhà. Bên kia còn cây nghe nữa kìa. Cây chưa sửa kìa. Năm nay nhiều lắm cả nhà ơi. Trời ơi trắng hết trơn kìa. Vô rồi cả nhà ơi. Có năm thì cá chốt nhiều, có năm cá rô nhiều, có năm có cá linh nhiều cả nhà. Năm nay cá linh rất là nhiều nha. Mọc cua vàng cũng nhiều đó. Cái một anh em đủ ăn rồi. Dạ anh Quyết. Trời ơi dữ lắm nhiều rồi cả nhà ơi. Cổng luôn. Đúng chết. Đời thiệt chứ dữ lắm nhiều. Dớt ba ốc bớt ra được. Được chết. Lấy cái bọng đi. Cái bọng nào? Này hả? Bắt ốc luôn hả? Vâng. Dớt ốc bỏ hết chứ. Trời ơi thấy trắng hết trơn trọng á. Lên cả nhà. Phan đè xuống. Trời ơi cả nhà ơi, có linh nè. Ngon kìa. Trời ơi, non tươi luôn. Mày dính nữa kìa.
Đã ghê. Năm nay cá linh rất là nhiều cho cả nhà. Ai có nhu cầu thì alo cho Lúa nha. Lúa sẽ ship với toàn quốc luôn. Nó chơi thôi sẽ ship Sài Gòn nhiều. Anh chị nào đi làm xa, mùa nước lũ về quê không được thì có thèm cá linh thì alo cho Lúa nha. Sài Gòn, Bình Dương. Một ngày thì anh Quý, anh Thiết độ cũng khoảng cả chục ngoài ký cả nhà. Ôi ôi, con cá lóc nữa kìa. Đổ đây lựa ra đi quên. Ôi ôi, sao ta, để đâu? Nghịch đường không? Ôi cá ngon quá kìa. Tươi xanh luôn cả nhà. Nè. Này hồi lên bờ mình lặt luôn chứ lựa gì. Giờ đổ vô bờ mình lên bờ lượm lưới ra mình lặt luôn. Sao anh em? Ủ này đi đem vô bờ đi. Ừ, cũng được, sao được chứ đó. Đây. Vô. Nhảy. Ôi ôi, cá. Ồ. Tươi xanh luôn. Đây. Này là nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Ồ, cá mè chín ngon kìa. Luôn ha. Cái là cái gì ta, cái dầm đó vậy? Dầm. Khủng khiếp, cái dầm bự vậy. Cho cả nhà thấy. Mè Vinh. Mè Vinh. Cái dầm nè. Dầm nè. Đây cả nhà, con cá rầm huyền thoại nha cả nhà. Ai mà ở miền Tây á là biết con cá này. Cá này là kêu là cá rầm. Trời ơi, nó bự. Cá con này là ngon dữ lắm đó cả nhà. Cả nhà biết con cá này làm gì ngon nhất không? Chiên. Chiên tươi. Chấm nước mắm me, mắm gừng, mắm tỏi ớt gì cũng ngon hết á. Rất là đặc biệt nha cả nhà. Ủa sao có con nó có đốm, có con không có đốm ta? À có đốm, đốm lợt. Khi phân biệt đi đừng được con cá nữa. Không? Ừ. Cái linh nó gộp lên cục đá rồi kìa. Bắt nước mát lên kìa. Số lượng cá linh thì năm nay nhiều. Lúa ở đây rồi xong cái lúa thu mua cá của mấy anh ở đây luôn cả nhà. Cả nhà có cần ủng hộ mấy anh em nha. Cá linh mùa nước nổi. Cá linh trên đồng này á cả nhà, nó rất là ngon. Tại vì mồi màng nó đầy đủ, nó sẽ mềm hơn, mềm hơn con cá ở dưới sông nha. Chắc chắn là mọi người đã từng ăn cá linh thì mọi người sẽ biết được là con cá trên đồng lúc nào nó cũng ngon hơn con cá dưới sông nha. Đặc biệt là cá linh. Lên mình sẽ làm đó. Nhiều ha. Cá cỡ này là tới này, cỡ này rồi nè cả nhà. Đó. Mềm lắm mềm cả nhà ơi. Anh em sẽ nấu canh chua, cơm canh chua. Vô. Cái này nhúng giấm ngon. Ôi ơi, một đống luôn. Còn với một đống nữa kìa. Một cái vớn một qua cả nhà, anh Quý anh Thiết là mấy chục cái vậy đó. Móc hầu luôn hả? Hầu đi. Đây, cá linh mình trong đồng mình móc hầu mình nặng ruột là xong đó cả nhà. Đó, cách đó anh Quý là anh Thiết làm nè. Mà muốn móng tay nữa. Anh Thiết hình như có móng tay nè. Móng tay ở dưới quê có tác dụng rất là nhiều nha cả nhà. Đặt vớn mấy bữa móng tay rủi rồi nè. Cá rất là ngon luôn cả nhà ơi. Năm nào cũng vậy ha anh Thiết, anh Quý ngộ ha. Năm nào tới mùa nước lũ là cái môi ông bị lỡ là ngộ thiệt chứ. Bị gì không biết luôn. Năm nào cũng vậy chứ á. Để ý năm nào qua là cũng bị chứ. Mà tháng này mới bị. Tháng 8 bị. Làm cho trở gió nó khô quá. Chét mỡ lên liền. Năm nay trước đi, chặn trước đi mà không. Năm nay không biết cái số lượng cá như thế nào đây. Nước thì lên mà yếu yếu quá à. Nhưng mà cá mà như vậy là thấy cũng ok rồi đó cả nhà. Năm nay thì số lượng cá linh mạnh. Tùy năm ha. Nếu mình chạy thì cá linh gì cũng nhiều.
À, ngon. Mới lên từ gối. À, sáng sớm cái mấy ảnh đi đổ về cái mình làm xong cái lúa sẽ để vô chung đông để xếp cho cả nhà. Cả nhà có cần thì alo số điện thoại của lúa là 037 9035 215. Nếu cả nhà nghe không kịp thì cả nhà cứ vô cái phần mô tả, lúa có để số điện thoại ở dưới, lúa ở dưới á. À, lúa cũng đọc lại số điện thoại nha cả nhà, 037 9035 215. Bạn ghi số tới đây bán ai trời. Bán số bán ai trong này? Có ai đâu trong này bán trần. Phải không? Rồi mua máy bán đắt nha. Mua đi. Ờ không mua đâu. Mua đi. Cái đường có mấy cái nhà. Rồi bán số. Đi vào ngoài nữa, một hổm bán chút đất đó cả nhà. Hên xui mày đuổi mà. Này như đây bà này ăn không hết nữa. Ừ. Ủa sao cái này năm nay cái dầm giữ thằng nhiều quá ta? Có, nè. Có dầm nhiều thì nước lớn nè, cái đập bành chớ nè. Ấy, cái này anh lựa riêng đi. Riết. Mới bốc cái này nè. Anh lựa riêng đi, có ai cần mình ship luôn. Cái đầm con mới lớn nè cả nhà. Đúng thời được chứ. Hả? Đây cái mày Vinh. Này mày Vinh luôn. Dầm nè. Nhiều lắm, mới bốc lưỡi riêng ra đây anh Thiết. Đây nè. Ôi ôi nó ngon nè cả nhà. Cái này mà cả nhà chiên tươi chấm nước mắm gừng một me một cái ha là nhất chỉ nha, hết sảy không mà bảy nha. Đó. Nấu ghê ha. Ừ. Cái này dưới quê lúa kêu cái rầm. Không biết sao cái rầm nữa, kêu cái rầm nữa. Còn cái linh đó là lý do là sao biết rồi đó. Ví dụ như một năm á cả nhà. Anh thấy anh quý hỏi lúa mới trả lời. Một năm ha là con cá nó ra là nó ra ngay chân khu vực đó phải không, là trên đồng nó xuống á là ra ngay chân khu vực đó, mà lợi lần kêu khoảng 100 mét là không có rồi đó. Mà đang chài dính như vậy ha, văng lưới xe giềng luôn ha, nhưng mà vớt giọt mưa xuống là mất tiêu hết trơn. Gì mới linh đó phải không, là cái linh là linh thiêng á, người ta đặt luôn á, bà con đặt luôn á. Cái hỏi nó chịu ra ha, là chài chỗ nào cũng có chứ. Ừ, không phải một chỗ đó mới có chứ chỗ khác không có đó cha. Nó ra là theo con nước là chạy là mấy cái cầu mấy ngã ba ngã tư chỗ nào không có. Nó sấy chỗ đó là sao á, mình không biết được. Nước nó kiểu nó quặn nó mát. Cái này có tép nè cả nhà. Cái linh tép thôi. Chưa nhiều đâu tép. Nước mà phân đồng là tép nó nhiều. Chú tranh thủ đặt tiếp mấy anh em để hồi đó xình nữa cả nhà. Quay lại mình nấu cơm nha. Y mình đợi chưa phân nữa đây mà còn đóng dưới này. Hết này cái kg luôn. Đi một chút xíu. Có phân điển nè cả nhà. Đi tuốt là bờ kia. Có phân điển năm nay cũng ít ha. Ít. Nhà mình rửa, cái muốn mình đặt. Nấu là canh chua anh em ăn, lấy sức mình làm tiếp. Cá nó tươi thì ghê ha anh thấy, hay là anh thấy? Ừ. Rồi, cá mới nhảy sao xối vậy. Cả nhà đóng luôn cả nhà. Rồi, lên mình rửa nước kia lại cả nhà. Đó, tươi xanh luôn nha. Rồi, mình lên mình nấu nha. Ok. Đơn giản thôi cả nhà. Chỉ là có nồi canh chua thôi. Canh chua me nha. Me non nữa. Me này mới ngon. Có hộp luôn. Ồ, có mùi thơm là biết có canh chua rồi đó. Canh chua mà thiếu này là hết ngon. Ủa sao ta, mình cho rau trước hay là cái linh trước? Mình cho rau trước đi, cái linh bỏ vô rồi là nó quất rồi. Bỏ cái muống gì trước á. Ừ. Muống ha. Ừ. Anh thiệt, mình biết tiếp này. Này giống ăn lẩu mấy không? Này giống ăn lẩu, canh chua. Cũng lẩu chua, bỏ dừa nè, hết bữa nữa. Trời ơi, me. Me mùi. Me dầm. Chua, thơm.
thứ gì thì nổi như này nó lại nha, nước tiếng nó tuôn ra. Ủa, có ăn canh chua gáo chưa? Canh chua trái gáo hả? Gáo mình ăn, gáo trắng mình á. Được đó hả? Ờ, ngon lắm đấy. Nào đặng cái trái già anh vẽ nó chua thử. Trắng nha. Không, mình để nó sôi vậy cứ mình dầm ra, bỏ cái cùi nó. Đó con hè có cây gáo đó, thời đó canh chua vẽ đó ăn ngon lắm. Nước nữa được. Kẹo này luôn trần. Chua gì lắm rồi đó, vậy lắm chua. Mà thiếu chua thôi mình nêm thêm. Ừ. Bỏ muối vô đi. Chưa. Anh em ăn đơn giản đó cả nhà. Sớm rồi làm rồi, có sữa là cũng mấy cái vớn. Gió quá trời gió, nhảy cái đài. Rồi bữa nào cũng mưa gió, giờ giờ chuyển nữa vậy. Bột ngọt. Ây da, dùng tay à, nó bụng rồi cả nhà. Miếng nữa không, miếng muốn nữa không? Hơi ít anh quý. Lại cho chín luôn đi quý ơi. Ừ, cái một có chín đi. Gục, không gục đâu. Cá chín thì mình để bông điển vô, ha. Ừ. Coi xanh liền ha. Bên xanh bên đỏ nè cả nhà. Thấy chưa bông? Rồi, dùng mắm nè anh. Dùng mắm nữa đi. Dùng mắm cá linh đó cả nhà. Dùng vô anh quý, thiệt. Chua không? Dữ lắm chua. Cho vô miếng ớt đi cho nó cay cay đi. Thì mình không có đường nè, đường kiến không mà sao ăn. Đó. Chua đậm có thiếu thốn cả nhà thông cảm nha. Anh em lóc bao ngồi thôi à. Chỗ này mát. Ơi. Nhà thì nực. Ăn cơm mà về biết chừng nào no cả nhà. Nhiều thả nhiều đi. Ừ. Rồi đã chín rồi đó. Chắc mát rồi bước rồi. Cho miếng thơm vô quay. Ha. Ừ. Đó. Rải nhiều vô cho nó thơm. À, cái này. Bên này đi. Con điện bỏ vô được chưa? Chín là chín hay bỏ vô? Cá chín rồi kìa. Cá chín rồi đó. Đó đục mắt ra nè cả nhà. Cá linh non này á, nó ấy lắm. Mà dễ chín lắm. Cái này giống ăn lẩu rồi. Nó, đẩy đầu rồi đó. Gãy hết trơn rồi đó. Thôi, quất thôi cả nhà ơi. Quá ngon. Chua cái linh rồi còn mình điển nữa nè. Nó bại luôn nha. Nhìn hấp dẫn nó cho bầu dẫn à. Đây là rau muống không được trắng, không rau muống nó hơi đỏ. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Đây cả nhà. Cá linh nè. Mời cả nhà ăn cá linh nha. Cá linh này nhúng me, không phải là nhúng giấm. Em mà cả nhà con cá linh. Béo. Béo bên thầm. Mềm. Thứ gì chưa nói. Dù đế. Nã vô ngay ha. Ngon cả nhà ơi. Hay mà cả nhà. Ôi, nó mềm. Mềm mà béo không? Mướt. Ngon dữ mày không? Còn muốn nóng dữ à? Ăn cá mạnh đi nha. Mình đặt vớn này á là chỉ cần đem gạo theo thôi cả nhà. Ở trong đây có sẵn chưa rồi. Cá đều một ngọt thôi. Có sẵn. Còn muốn thì cầm nhấp. À, mỗi năm á cá mà bán không hết đó cả nhà. Anh thấy trên quý ủ nước mắm luôn. Nước mắm cá linh, cá hầm tông, cá rô. Em đề ủ được 2 hũ đó, mắm cá hầm tông đó. Ồ, cái mắm hầm tông nó đỏ mà nó ngon lắm. Đặc biệt á, bác Hai nấu nước mắm rất là ngon cả nhà.
mặt hai chai thì thích nước mắm nhỉ. Nước mắm nhỉ còn gọi là nước mắm sống á cả nhà. Ai quen ăn mới được. Nó để 2 năm để ăn thơm. Là đâu còn ngon ha. Cá non này là 2 năm nó không còn nước không, còn chính xác nữa chứ. Đây cả nhà, cá làm thế này nè nha. Đó. Cái giá múc. Ôi ôi. Ông có ý chấm tới không? Thấy chấm tới không? Tới. Tới này hơi quấy rồi nè. Được rồi. Quá béo. Kẹp với bông điên điển á. Cá linh thường nó đi đâu với bông điên điển á cả nhà. Mềm giả mới đem xíu giả luôn. Bớt ra chưa? Rồi. Ngon béo sợ rồi. Ăn xong rồi anh em làm chút xíu nữa về. Nhưng mà nghề giỡn này cũng khỏe thì không khỏe nha, cực thì cũng không cực hung, cũng tàn 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 vậy đó. Giàu cũng không giàu, mà nghèo ngọ khổ cũng không nghèo khổ. Chứ mà mình được nổi được. Chứ mà nếu giờ làm gì vậy? Đó, nghề này mấy anh cũng làm từ nhỏ đến lớn rồi. Lúa thì cũng có đặt hồi đó, luôn đặt ở nhà cái hai cái thôi mà chứ không có đặt nhiều với mấy anh. Cá mắm thì bên này nhiều hơn bên lúa nhiều. Giá thì cũng hợp lý, nhưng mà nó rẻ hơn bên lúa nhiều cả nhà. Một lần nữa thì nếu mà cả nhà có cảm thấy thương anh em á thì cả nhà cứ alo cho lúa nha. Cá lúa sẽ ship tận nơi cho cả nhà. Giá cá thì lúa để giá bình dân ở dưới quê thôi. Mua ủng hộ tiếp anh Quý anh Thiết. Lấy tiền tủ lại là mừng. Thôi, giờ tạm thời chia tay cả nhà nha. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. Anh em ăn xong đi làm tiếp đây. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.